X51 Story mến chào quý thính giả. Cả thế giới đều thừa nhận Albert Einstein là nhà vật lý xuất sắc nhất của mọi thời đại. Đã có không biết bao nhiêu công trình, giai thoại, bài vở viết về con người ông. Càng tìm hiểu, người ta càng phát hiện ở nhà khoa học thiên tài này có bao nhiêu điều nghịch lý. Được xem là bộ óc vĩ đại của nhân loại, tạp chí Time gọi Albert Einstein là con người của thế kỷ, người có sức ảnh hưởng lớn lao đến nhân loại trong cả nghìn năm. Những thành tựu tri thức lớn lao đã khiến tên gọi Einstein trở nên đồng nghĩa với từ ngữ thiên tài. Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 trong một gia đình tại thành phố Ulm thuộc tiểu bang Baden-Württemberg của nước Đức. Ngay từ khi sinh ra, nhà vật lý người Đức đã bị bác sĩ nhận định là chậm phát triển do khả năng nói bị hạn chế. Có lẽ ở đời, ai trong số chúng ta cũng đều có chung suy nghĩ là một ai đó được coi là xuất chúng thì bất luận cái gì liên quan tới họ, đi đứng, nói năng, suy nghĩ, đều có dáng dấp của thiên tài cả. Tuổi thơ của họ thì dứt khoát phải có nhiều biểu hiện mang đậm dấu ấn, thần đồng, thông minh trác tuyệt, học hành giỏi giang, cuộc đời trôi chảy. Nhưng với Einstein thì lại hoàn toàn khác. Năm 1906, nghe bạn bè nói rằng tác giả của thuyết tương đối đang làm xôn xao thế giới chính là Albert Einstein. Giáo sư Minkowski, từng dạy Einstein ở trường công nghiệp liên bang Zurich, đã tròn mắt, cái anh chàng lười biếng hay nghỉ học ấy lại là người tìm ra thuyết tương đối sao? Làm gì có, việc giáo sư nọ ngạc nhiên không phải ngoại lệ. Toàn bộ cuộc sống tuổi thơ của Einstein trôi qua đều bất bình thường tới mức lo ngại. Ngay cả bà mẹ Pauline cũng nhiều lần lo lắng, than thở. Vì khác hẳn với các trẻ khác, tới năm 3 tuổi mà Einstein vẫn chưa nói nên hồn. Cậu phát âm tiếng Đức chẳng ra gì. Đã thế cậu lại chỉ thích thui thủi một mình, chẳng muốn chơi với ai. Có lần, suốt một ngày cậu ngồi im như phỗng trong phòng, chăm chăm nhìn không chớp mắt vào cái la bàn, cố chấp. Theo cậu, cái kim, bướng bỉnh, kia không hiểu sao xoay thế nào rồi nó cũng cứ quay về một phía. Điều an ủi duy nhất với bà Pauline là Einstein rất thích nghe nhạc và bộc lộ một năng khiếu âm nhạc khá rõ. Cái thói quen khác người đó theo suốt chặng đường học phổ thông của Einstein. Bất chấp các quy định khắt khe của nhà trường Đức, Einstein không chịu làm bài, trả bài theo quy định của thầy. Cậu cứ một mình một ý. Đã thế, cậu lại rất hay hỏi vặn những câu hỏi, đâu đâu, chẳng thầy nào trả lời được, thậm chí thầy chẳng thèm đáp lời, vì ngớ ngẩn. Vì vậy mà điểm học của cậu rất đáng thất vọng. Thầy chủ nhiệm phàn nàn, em là một cậu bé khác người, cô độc, khờ khạo và vô kỷ luật. Sau này, chắc chắn em không thể thành công về bất cứ điều gì. Còn các bạn cùng lớp của Einstein thì chẳng ai chơi với cậu. Kết quả là đầu năm 1895, khi đang ở năm cuối bậc trung học, Einstein bị đuổi học. Theo bố mẹ sang Milan, Einstein phải vào học dự bị. Đến lúc dự thi vào trường công nghệ liên bang Zurich, Thụy Sĩ, anh lại bị đánh trượt. Vì điểm kém đã đành, anh lại chưa có bằng tốt nghiệp trung học. Năm 1896, một lần nữa, Einstein lại phải học tiếp ở trường trung học Arau trong một hoàn cảnh hết sức trớ trêu, không gia đình, không bạn bè, không quốc tịch, anh đã từ bỏ quốc tịch Đức, còn quốc tịch Thụy Sĩ thì chưa nhập được vì chưa tới 21 tuổi. Chẳng có ai để ý tới chàng trai mảnh khảnh, kỳ dị, kém cỏi khác người này. Cho tới năm 1905, Einstein cho đăng một bài báo trên tờ Biên niên Vật lý và bài này sau này được coi là nền tảng cơ bản của thuyết tương đối hẹp. Cũng chẳng ai để ý tới tiếng nói của một anh chàng vô danh tiểu tốt như Einstein lúc đó. Có lẽ là những vấn đề mà Einstein đề xướng trong đó quá mới mẻ, quá táo bạo, quá khó tới mức rất ít người hình dung ra được. Cho đến khi, một ông giáo làng dạy toán ở Krakow, Ba Lan, khi đọc đã phải giận mình kinh ngạc. Ông khẩn khoản lên tiếng đề nghị với Planck, nhà vật lý người Đức nổi tiếng, tại một hội nghị quốc tế. Xin ông hãy vì khoa học mà đọc kỹ công trình này. Đây là một ý tưởng có thể sánh ngang với cuộc cách mạng của Nikolai Copernic. Dù được Planck và một số người khác thừa nhận, lý thuyết của Einstein ban đầu vẫn bị đa số các nhà khoa học coi là điên rồ, không thể chấp nhận được vì nếu nghe theo sẽ động chạm tới lương tri của thời đại. Điều này cũng dễ hiểu vì trước đó, vật lý học đang tôn thờ một ông tổ quá vĩ đại là Isaac Newton. Tư tưởng của Newton dựa trên nguyên lý mọi vật thể bất biến về không gian và thời gian. Đó là quy luật muôn thuở, là lẽ trời, là ý muốn của Thượng Đế. Vậy mà bây giờ, có một nhân viên quèn chỉ quen, cạo giấy, ở cục cấp bằng phát minh sáng chế Bơn, Thụy Sĩ, lại cả gan nói rằng, con đường của Newton là con đường duy nhất đúng mà những người ở thời đại ông có thể đi. Các nguyên lý của ông vẫn còn sức sống trong lĩnh vực nghiên cứu vật lý. Nhưng giờ đây, muốn hiểu thực sự bản chất của vũ trụ và thế giới, thì những nguyên lý này cần phải được thay thế bằng các nguyên lý khác, đi xa hơn thực nghiệm trực tiếp. Theo Einstein, vận tốc của vật thể càng lớn thì thời gian trôi càng chậm và khi đạt tới vận tốc ánh sáng, 300.000 km/giây, thì thời gian xấp xỉ bằng không. Nguyên lý biện chứng không thời gian này đã được Einstein diễn đạt ngắn gọn. Theo Newton, khi vật chất biến mất thì không gian thời gian vẫn còn. Nhưng theo tôi, khi vật chất biến mất thì không gian thời gian lập tức cũng biến mất. Ý tưởng đó, ngay đến bây giờ, cũng còn có người ngờ vực, huống hồ lúc ấy. Quan niệm mang tính cách mạng triệt để của thuyết tương đối đã làm đảo lộn thế giới. Người ta quy kết Einstein đủ tội.
ông bị gán cho là không chỉ đưa ra những luận đề phản khoa học mà còn mang tư tưởng báng bổ đến Chúa Trời cao cả và thiêng liêng. Lịch sử tư tưởng nhân loại đã đúc rút ra một điều là nhiều khi nắm bắt thế giới tự nhiên bằng lẽ phải thông thường và kinh nghiệm là rất dễ mắc sai lầm. Einstein đã phải đối mặt với những định kiến khoa học từng ăn sâu vào tiềm thức của biết bao người của cả thời đại. Ông như một ngư dân đơn độc chèo con thuyền độc mộc vượt qua biết bao bão tố biển khơi. Kết quả là thuyết tương đối của Einstein bị phản bác, báng bổ nhiều hơn là khẳng định. Dù đóng góp của ông ở nhiều lĩnh vực đã được thừa nhận, nhưng năm 1921, Hội đồng Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vẫn chỉ trao giải Nobel cho các phát minh của Einstein về hiệu ứng quang điện. Còn thuyết tương đối, tuy vĩ đại thật nhưng muốn ăn chắc thì hãy để sau. Einstein được coi là nhà hoạt động xã hội, một chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình. Điều dễ hiểu là một người Do Thái, ông chính là nạn nhân điển hình của chủ nghĩa phát xít. Hitler đã từng treo giải 20.000 mark Đức cho ai giết được ông. Nhưng ông chống chiến tranh không phải vì chuyện thù riêng mà vì căm ghét đến cùng các thế lực cường quyền, phản tiến bộ. Song chớ trêu thay, chuyện này lại dẫn ông đến một bi kịch lớn cuối đời. Năm 1939, Thế chiến II bùng nổ. Khi biết Hitler đang giáo giết bắt các nhà bác học tìm hiểu bí mật chế tạo bom nguyên tử, Einstein đã thuyết phục bằng được Tổng thống Mỹ là F. Roosevelt chấp nhận đề án bom nguyên tử do ông đề xuất. Nhưng bọn phát xít tàn bạo không đạt được mục tiêu. Trong lúc đó nước Mỹ đã thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên trên đảo Bikini. Thảm họa nguyên tử đang đến rất gần, còn chủ nghĩa phát xít gần như đã sụp. Đến lúc này, Einstein lại cùng một loạt các nhà khoa học lập tức gửi kiến nghị, khẩn khoản đề nghị chính phủ Mỹ dừng kế hoạch ném bom. Song, mặc kệ, Truman, Tổng thống Mỹ lúc đó, vẫn ra lệnh thả liên tiếp hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki vào ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945. Hai thành phố bị san bằng và hơn 20 vạn dân Nhật bị cháy thành tro. Biết được chuyện này, Einstein đã mất ngủ, bỏ ăn vì phẫn nộ. Ông đã nhiều lần đau khổ dằn vặt nói, mọi người nguyền rủa bom nguyên tử. Tiếc thay, chính tôi là kẻ đã bấm nút. Con người vĩ đại kia tiếp tục rơi vào trạng thái cô đơn cùng cực tới lúc cuối đời. Trong hồi ký, ông viết, tôi thực sự là một lữ hành đơn độc và chưa bao giờ thuộc về đất nước tôi, ngôi nhà tôi, bạn bè tôi và ngay cả gia đình tôi nữa. Nói đến Albert Einstein, nhân loại không thể không nhắc đến 7 phát minh làm thay đổi thế giới của ông. Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả điểm qua 7 phát minh này. Một là mối quan hệ giữa không gian thời gian. Một trong những thành tựu sớm nhất của Einstein ở tuổi 26 là thuyết tương đối hẹp. Sở dĩ được gọi như vậy vì nó đề cập đến chuyển động tương đối trong trường hợp đặc biệt khi lực hấp dẫn bị bỏ qua. Điều này nghe có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng đó kỳ thực là một trong những cuộc cách mạng khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử, thay đổi hoàn toàn cách các nhà vật lý suy nghĩ về không gian và thời gian. Trước đây, chúng ta nghĩ về không gian và thời gian là hoàn toàn tách biệt, bởi vì chúng được đo lường bằng các đơn vị khác nhau, chẳng hạn như km hay giây. Nhưng Einstein đã chỉ ra cách chúng thực sự có thể hoán đổi cho nhau, liên kết với nhau thông qua tốc độ ánh sáng, với xấp xỉ 300.000 km trên giây. Hệ quả nổi tiếng nhất của thuyết tương đối hẹp là không gì có thể chuyển đi nhanh hơn ánh sáng. Nhưng nó cũng có nghĩa là mọi thứ bắt đầu hoạt động rất kỳ lạ khi tốc độ ánh sáng được tiếp cận. Điển hình như nếu bạn có thể nhìn thấy một con tàu vũ trụ đang di chuyển với tốc độ bằng 80% tốc độ ánh sáng, nó sẽ trông có vẻ ngắn hơn khoảng 40% so với khi xuất hiện ở trạng thái nghỉ. Nếu bạn có thể nhìn thấy bên trong con tàu này, mọi thứ sẽ dường như chuyển động chậm, với tương ứng sẽ mất 100 giây để đánh dấu 1 phút, theo đo lường của Hyperphysics thuộc Đại học Georgia State, Mỹ. Điều này có nghĩa là phi hành đoàn của tàu vũ trụ sẽ thực sự già đi chậm hơn khi họ di chuyển nhanh hơn. Hai là công thức E bằng M nhân C bình phương. Một nhánh rẽ bất ngờ của thuyết tương đối hẹp là phương trình nổi tiếng E bằng MC mũ 2 của Einstein. Đây có thể là công thức toán học duy nhất đạt đến trạng thái, biểu tượng văn hóa. Sở dĩ nổi tiếng như vậy là vì phương trình đã biểu thị sự tương đương của khối lượng M và năng lượng E, vốn là hai thông số vật lý trước đây được cho là hoàn toàn tách biệt. Trong vật lý truyền thống, khối lượng đo lường vật chất chứa trong một vật thể, trong khi năng lượng là một đặc tính mà vật thể có được nhờ chuyển động của nó và các lực tác dụng lên nó. Tuy nhiên, phương trình của Einstein nói rằng khối lượng và năng lượng về cơ bản là như nhau, miễn là bạn nhân khối lượng với C mũ 2 hay bình phương của tốc độ ánh sáng, một con số rất lớn, để đảm bảo rằng nó kết thúc bằng một đơn vị là năng lượng. Ba là tia laser. Laser là một thành phần thiết yếu của công nghệ hiện đại. Chúng có nhiều ứng dụng, từ máy đọc mã vạch con chuột laser, cho đến ảnh ba chiều và cáp quang. Mặc dù laser không thường được gắn liền với Einstein, nhưng một số công trình nghiên cứu của ông đã khiến chúng trở nên khả thi. Năm 1959, khái niệm laser ra đời, là viết tắt của sự khuếch đại ánh sáng bằng cách phát xạ kích thích. Trong khi đó, phát xạ kích thích là một khái niệm mà Einstein đã phát triển hơn 40 năm trước đó, theo Hiệp hội Vật lý Hoa Kỳ. Einstein nhận ra rằng các photon mới di chuyển theo cùng một hướng, cùng tần số và cùng pha với photon ban đầu. Điều này dẫn đến hiệu ứng thắc,
khi ngày càng có nhiều photon gần như giống hệt nhau được tạo ra. 4 là hố đen, lỗ zoom vũ trụ. Thuyết tương đối hẹp của Einstein đã chỉ ra rằng không thời gian có thể khiến một số điều kỳ lạ xảy ra ngay cả khi không có trường hấp dẫn. Ông phát hiện ra rằng các vật thể khổng lồ như hành tinh và các ngôi sao thực sự làm biến dạng cấu trúc của không thời gian. Chính sự biến dạng này đã tạo ra các hiệu ứng mà chúng ta nhận thấy là lực hấp dẫn. Einstein giải thích thuyết tương đối rộng thông qua một tập hợp các phương trình phức tạp có rất nhiều ứng dụng. Có lẽ giải pháp nổi tiếng nhất dựa trên các phương trình của Einstein đến từ giải pháp của các số chai vào năm 1916, khi ông nhắc tới một lỗ đen trong vũ trụ. Bên cạnh đó, một giải pháp mà chính Einstein đã phát triển vào năm 1935 mô tả khả năng xảy ra các đường tắt từ một điểm trong không thời gian đến một điểm khác. Ban đầu, khái niệm này được đặt tên là cầu Einstein-Rosen, với Rosen là tên cộng sự Nathan Rosen của Einstein. Giờ đây, chúng được biết đến với cái tên quen thuộc hơn là lỗ zoom. 5 là sự giãn nở của vũ trụ. Một trong những điều đầu tiên Einstein đã làm với các phương trình thuyết tương đối rộng của chính ông vào năm 1915 là áp dụng chúng vào vũ trụ. Thế nhưng, có một vấn đề mà bản thân ông đã không thể lý giải được, đó là cấu trúc không gian dường như luôn ở trong trạng thái giãn nở liên tục. Hệ quả là nó tác động đến các thiên hà, khiến khoảng cách giữa chúng không ngừng tăng lên. Nhận thấy có điều gì đó không đúng ở đây, Einstein đã thêm một khái niệm gọi là hằng số vũ trụ vào các phương trình của mình để tạo ra một vũ trụ tĩnh, hoạt động ổn định. 6 là bom nguyên tử. Mặc dù không phải là trực tiếp, nhưng Einstein vẫn được ghi nhận với phát minh vũ khí hạt nhân thông qua phương trình E=mc^2 của ông. Trên thực tế, Einstein vẫn đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển thực tế của những quả bom nguyên tử đầu tiên. Năm 1939, Einstein gửi một bức thư cho Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt, nói về khả năng phân hạch hạt nhân và nỗi kinh hoàng sẽ xảy ra nếu Đức Quốc xã có được những vũ khí như vậy. Hệ quả của bức thư nổi tiếng nêu trên là việc thành lập ra dự án Manhattan, dự án tạo ra những quả bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ được sử dụng để chống lại Nhật Bản vào cuối Thế chiến II. 7 là sóng hấp dẫn. Einstein qua đời vào năm 1955, nhưng di sản khoa học khổng lồ của ông vẫn tiếp tục gây chú ý ngay cả trong thế kỷ 21. Điều này xảy ra vào tháng 2 năm 2016 với việc công bố phát hiện ra sóng hấp dẫn, một hệ quả khác của thuyết tương đối rộng. Sóng hấp dẫn là những gợn sóng nhỏ truyền qua cấu trúc của không thời gian, và người ta thậm chí tuyên bố rằng Einstein đã tiên đoán về sự tồn tại của chúng, dù ông chưa từng nói về khái niệm này. Khi Albert Einstein được đưa tới bệnh viện năm 1955, ông biết mình đang cận kề cái chết. Nhà vật lý 76 tuổi người Đức khi ấy đã sẵn sàng ra đi. Ông thông báo rõ ràng với bác sĩ rằng mình không muốn nhận sự can thiệp y tế. Tôi muốn ra đi khi tôi muốn, ông nói. Kéo dài cuộc sống bằng các biện pháp nhân tạo thật vô vị. Tôi đã sống hết phần đời của mình, đã đến lúc phải đi rồi. Tôi sẽ làm điều này một cách nhẹ nhàng nhất. Trước khi qua đời, Albert Einstein đã để lại di nguyện hỏa táng toàn bộ thân xác của mình càng sớm càng tốt sau khi ông chút hơi thở cuối. Và cho cốt của ông được giải ở một địa điểm bí mật. Ông không muốn di cốt của mình lưu giữ trong lăng mộ, nhưng ý nguyện của ông chỉ được thực hiện một phần. Bạn thân nhất của Einstein, nhà kinh tế học Otto Nathan, đã xử lý cho cốt theo yêu cầu của nhà khoa học, nhưng là sau khi nhà nghiên cứu bệnh lý học Thomas Harvey mổ tử thi để lấy ra bộ não của Einstein. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.